Trong video ngày hôm nay, mình sẽ khám phá tháp Bô Công Gia Giai. Mời các bạn đón xem. Khi đi du lịch Ninh Thuận, đặc biệt là khi tới thành phố Phan Rang, các bạn nên đến tham quan tháp Bô Công Gia Giai vì đây là một cụm tháp trăm hùng vĩ và đẹp nhất còn lại ở Việt Nam, phụng thờ vua Bô Công Gia Giai và giá vé cũng rất là rẻ. Vì tháp nằm trên một ngọn đồi khá xa nên mình sẽ di chuyển bằng xe điện cho tiện. Tháp Bô Công Gia Giai nằm trên đồi Trầu, phường Đô Vinh, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm 9 km về phía tây bắc. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 13 đầu thế kỷ thứ 14 thời vua Sihavarman, được người Việt gọi là Chế Mân, để thờ vua Bô Công Gia Giai. Vị vua có nhiều công lớn trong việc cai trị đất nước. Tháp Bô Công Gia Giai là tổng thể gồm 3 tháp: tháp chính cao 20,5m, tháp lửa cao 9,31m và tháp cổng cao 8,56m. Các bạn có thể thấy thì mình đang đứng trước ngọn tháp chính cao 20,5m. Di tích kiến trúc nghệ thuật này được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích quốc gia năm 1979 và được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Bây giờ mình sẽ vào ngọn tháp chính để thắp hương thờ vị vua Bô Công Gia Giai. Sau khi thắp hương thờ vị vua Bô Công Gia Giai thì mình sẽ tiến vào bên trong ngọn tháp cổng để xem cấu trúc bên trong của ngọn tháp 800 năm tuổi này. Tháp được xây dựng từ một vật liệu đặc biệt gọi là gạch non. Loại gạch này được làm hoàn toàn thủ công theo một công thức riêng nên có độ bền rất cao cùng khả năng chống chọi với những biến đổi của môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, những ngọn tháp của người Chăm có thể tồn tại qua hàng trăm năm mà không hề sụp đổ. Với tuổi đời gần 800 năm lịch sử, cụm tháp Bô Công Gia Giai đến nay đã phủ kín gia phong và có nhiều hư tổn. Dù vậy, vẻ đẹp của kính trong từng nét chạm trổ tinh xảo vẫn còn hiện hữu, dễ dàng chiếm trọn tình cảm của mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong ngọn tháp lửa. Mình đứng từ cái tháp trên chỗ này, mình có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Phan Rang các bạn. Cái kia là biển, bên kia là thành phố nhé. Kia là dãy núi, núi Chúa các bạn. Thì núi bên kia là khu vực núi Dinh các bạn. Sông Cái các bạn. Đấy, hướng lên đèo Ngoạn Mục, hướng lên Đà Lạt là hướng này á. Ở đây có một cái cây rất là đẹp với bộ rễ khá khủng. Đó các bạn. Cái kia hướng về đèo sông Pha, đèo Ngoạn Mục các bạn. Lên Đà Lạt. Mình có thấy một cái tảng đá có khắc cái dòng cổ các bạn. Đâu ấy nhỉ? Mình ra mình xem. Đây cái đá khác cái dòng chữ, mình đoán là chữ Chăm cổ ạ. Đây
nhưng mà cái tội này giống người Ấn Độ, tiếng Bangladesh hoặc là tiếng Ấn Độ. Campuchia và tiếng Ấn Độ. Sau khi khám phá xong ngọn tháp thì bây giờ mình sẽ di chuyển đến nơi trưng bày những hiện vật của người Chăm. Đầu tiên thì đây là một cái gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ của người Chăm và mình thấy các cái món đồ ở đây cũng rất là đẹp. Tiếp theo đó thì đây là khu trưng bày hiện vật. Xe châu của người Chăm. Người chống kinh năng càng sơ năng